Nếu các bạn cũng đang gặp tình trạng no atomizer thông báo trên màn hình cũng như là không hút được ra hơi, ra khói như mình ấy, thì đây là một lỗi khá phổ biến trên XLE Pro và cùng mình tìm hiểu nhé. Trước tiên để mà khắc phục các lỗi ấy, thì đầu tiên chúng ta phải hiểu về cái nguyên lý hoạt động của một thiết bị POTS system trước đã. Thì các bạn nên nhớ cho mình đó là thường thì những máy có màn hình nó sẽ hiển thị cho chúng ta là cái số ohm. Như ở đây các bạn nhìn số ohm của mình đó là 0.0 nhé, tức là hiện tại mình lắp đầu vào rồi mà nó không nhận. Khi nào mà lắp đầu nó nhận lên là số ohm là 0.6 như thế này thì tức là máy mới hoạt động được nhé. Nguyên lý hoạt động đó là do hai cái chân kết nối từ đầu port, chúng ta có hai chân âm và dương kết nối với chân này ngay cái thiết bị, nó sẽ kết nối với nhau để tạo ra sự liên kết và có thể là kết nối được như thế này. Và các bạn nên nhớ điều này cho mình, đó là cái nguyên lý hoạt động. Và từ cái nguyên lý hoạt động này chúng ta sẽ tìm ra được cái lỗi. Những cái máy nào mà nó không nhận như thế này hoặc nhận số ohm mình vừa thấy là 0.6 giờ lên 0.8 này, thường nó sẽ nằm ở hai chỗ như mình nói ở nguyên lý. Một là do hai cái chân này trên máy, hai là do hai chân này ở trên đầu. Đấy, các bạn nhìn rõ nhất đó là hai cái chân này nó sẽ không bằng nhau, tức là có thể một chân bị tụt xuống hoặc có khi là cả hai chân đều bị tụt xuống nhá, khiến cho việc kết nối hai cái đầu này vào nhau nó không chạm được với nhau ấy, thành ra là máy sẽ không nhận đầu. Thì với cơ bản những cái máy nào mà nó chỉ là không bị tụt mà chỉ là không nhận bình thường thôi thì nó bị thiếu cái sự ma sát. Các bạn hãy dùng một cái vật dụng bằng kim loại, như là mình ở đây có một cái nhíp ở đây này, mình sẽ tạo ma sát cho hai cái chân này của mình, đó là một cách cào nhẹ một chút, cào nhẹ một chút hai cái đầu này. Khi mà có lực ma sát nó sẽ tạo ra một cái từ trường, và từ trường này sẽ giúp cho những cái đầu này nó sẽ kết nối với nhau nhanh nhạy hơn. Đó, nhận ngay lập tức. Đây là cách khắc phục lỗi no atomizer cơ bản nhất nhé. Cái thứ hai, no atomizer có thể là do đầu bot. Ngoài việc là hai chân này ra, còn có khi là do cái coil, cái dây coil, dây đốt ở ngay bên trong đầu bot. Có thể là đầu đã cũ rồi, đã bị hỏng rồi, nó đứt dây, thành ra là chân dây dương, chân dây âm, một trong hai không nhận được, có khi là cả hai, thành ra là các bạn sẽ phải thay một đầu mới. Cái lỗi này cực kỳ dễ để khắc phục rồi, các bạn mua đầu mới thôi. Hai, đứt một trong hai dây này nhưng mà nó ở phần dưới ở bên trong máy, nên là chúng ta bắt buộc là phải tháo máy ra. Nói chung là người dùng như chúng ta ấy, khó có thể làm được và cần phải có kỹ thuật viên, người có kinh nghiệm chuyên sâu để có thể mở máy ra mà không làm hỏng các linh kiện bên trong của máy. Đó, thì chúng ta sẽ khắc phục lỗi từ bên trong, nối dây hay là độ dây hay là thay dây mới, cũng như là những cái máy nào mà bị tụt chân tiếp xúc thì phải có những cái thủ thuật để làm sao mà đẩy cái chân lên lò xo nó lại hoạt động bình thường thì mới kết nối được bình thường. Còn nhảy ôm bình thường nữa, một trường hợp nữa các bạn cũng rất hay gặp, kể là kể cả máy mới lẫn máy cũ nhá, đó là việc là chân này nó bị dính tinh dầu này, dính hơi nước này, thành ra là những cái chân nào mà bạn có tưởng tượng là đồ điện tử mà có nước sẽ bị chập mạch đúng không, thì cái này cũng như vậy. Khi nào mà hai cái chân này nó hơi ướt ướt một chút là một nó sẽ báo là short, hai là nó sẽ báo là no atomizer, hoặc thứ ba nhảy ôm linh tinh luôn, 0.6 lên 0.8 rồi lên 1 chấm, rồi lên rất nhiều số. Thì các bạn hãy vệ sinh nó bằng cách là lau khô thật sạch đi, có thể lấy giấy ướt khô này, hai là lấy bông khô, chúng ta thấm hết cái nước rồi cái tinh dầu hơi nước đi, là khi nó thông thoáng, nó khô ráo, lắp vào nó sẽ nhận chuẩn cho chúng ta là số ohm của đầu bot 0.6 luôn. Ví dụ như mình đây là cũng đang dùng 0.6 này. Đó, cực kỳ đơn giản. Đây, các bạn đã thấy là máy đã nhận số ohm chuẩn với đầu bot của mình rồi và nó sẽ thể hiện thông báo ngay trên màn hình đó là 0.6 ohm. Một số cách mà mình vừa hướng dẫn các bạn thì nói chung là chỉ là một phần tạm thời thôi và cơ bản là khắc phục được đa số những cái mà hàng ngày các bạn sử dụng. Nhưng nếu mà các bạn đã thử những cái mình vừa làm rồi mà máy vẫn không thể sử dụng được ấy, thì nó sẽ liên quan đến lỗi bên trong máy và chúng ta sẽ cần phải liên hệ đến kỹ thuật viên để người ta hỗ trợ chúng ta khi mà phải phẫu thuật nó ra, tháo máy mới sửa được. Còn bất cứ muốn thắc mắc gì hay những cái lỗi nào mà các bạn hay gặp trên thiết bị của mình, bất kể là dòng máy nào, đừng ngần ngại mà hãy để lại comment ngay phía dưới, mình sẽ check từng comment một và sẽ làm video để hỗ trợ các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video của The Web City và Hiếu Bếp Vương. Hẹn gặp lại các bạn vào các clip lần sau.